Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 2 tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2 tháng 9, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và đêm. Cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trên biển, ngày và đêm ngày 2 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 2 tháng 9 năm 2024. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ. Gần 5.500 người bị giữ xe do vi phạm giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ 2 tháng 9. Chiều ngày 1 tháng 9, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm qua đời 29 người, bị thương 41 người. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ. Như vậy, trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, làm 56 người qua đời, bị thương 87 người. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, từ trưa ngày 31 tháng 8 năm 2024 tới trưa ngày 1 tháng 9 năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm ổn định, có xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại một số tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do lưu lượng giao thông gia tăng đột biến, vượt quá năng lực thông qua của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án tổ chức giao thông, chỉ huy phân luồng giao thông, giúp tình hình giao thông được thông suốt, không xảy ra ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong ngày thứ hai của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, người dân bắt đầu đổ về các khu vui chơi, các điểm du lịch như thành phố Hạ Long, Sapa, Đà Nẵng, Nha Trang, Yên Bái, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Đối với tình hình trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng, ngày 1 tháng 9 năm 2024 có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình ùn tắc giao thông tại địa phương. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trên lĩnh vực đường bộ, công an các địa phương kiểm tra,
phát hiện xử lý 15.236 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 32.853.000.000 đồng, tạm giữ 147 xe ô tô, 5.213 xe mô tô, 100 phương tiện khác, tước giấy phép lái xe 2.816 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 4.049 trường hợp, vi phạm về tốc độ 3.741 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 178 trường hợp, quá khổ giới hạn 41 trường hợp, vi phạm ma túy 17 trường hợp. Riêng trên tuyến quốc lộ 1A, phát hiện lập biên bản xử lý 2.051 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3.925.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe 366 trường hợp, tạm giữ 401 phương tiện. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 340 trường hợp, vi phạm tốc độ 746 trường hợp, vi phạm tải trọng 14 trường hợp, vi phạm quá khổ, quá kích thước 12 trường hợp. Trên tuyến cao tốc, kiểm tra lập biên bản 105 trường hợp vi phạm, phạt tiền 386.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe 57 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện. Trên đường thủy, phát hiện xử lý 160 trường hợp vi phạm, phạt tiền 185.000.000 đồng. Trên đường sắt, phát hiện xử lý 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3.000.000 đồng. Công an Hà Nội tạm giữ hàng trăm phương tiện trong ngày nghỉ lễ thứ hai. Chiều ngày 1 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày nghỉ lễ thứ hai của dịp Quốc khánh năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý 620 trường hợp vi phạm giao thông. Qua đó, các tổ công tác xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ 146 phương tiện, 307 bộ giấy tờ, tước 61 giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông xử lý hành chính 11 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy nội địa. Cũng trong ngày, các tổ công tác 141 kiểm tra, phát hiện, bàn giao một vụ việc và một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời tạm giữ một xe máy nghi là tang vật. Lực lượng 141 cũng xử lý 19 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 11 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra phát hiện, bắt giữ 29 phương tiện, 31 đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận và xử lý 56 tin báo về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Tổng đài 113 tiếp nhận 50 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 50 lượt phương tiện, 200 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Còn tổng đài 114 tiếp nhận 6 tin liên quan đến cháy, sự cố, tai nạn, điều động 13 lượt phương tiện, 80 lượt cảnh sát tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Số liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nêu, trong ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm qua đời 27 người, bị thương 46 người. So với ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm ngoái, giảm 1 vụ, giảm 2 người qua đời, tăng 12 người bị thương. Ngày đầu nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 12.636 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 26.536.000.000 đồng, tạm giữ 178 xe ô tô, 3.639 xe mô tô, 138 phương tiện khác, tước giấy phép lái xe 2.353 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.572 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.921 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 132 trường hợp, quá khổ giới hạn 31 trường hợp, vi phạm ma túy 15 trường hợp.